thì bắt đầu ca thứ hai. Ca của thì bắt đầu ca bệnh nữ 75 tuổi đi. Vâng. Xin chào tất cả các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo là sẽ cái ca lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăn. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viên Chăn sẽ trình bày cái nội dung. Dạ, em xin kính chào các quý thầy cô, xin chào các bạn đồng nghiệp ạ. Em xin đọc bệnh án hội chẩn. Bệnh nhân nữ 75 tuổi, địa chỉ Nong Nak, Viên Chăn, Lào, vào viện lúc 11 giờ 59 phút ngày 13 tháng 11 năm 2020. Lý do vào viện: vàng da, đau bụng vùng hạ sườn phải, sưng nề chân bên trái ạ. Tiền sử bản thân đái tháo đường 9 năm, uống thuốc thường xuyên, tự bỏ thuốc cách đây 7 năm ạ. Bệnh sử: cách vào viện 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện sưng nề chân bên trái, không nóng không đỏ, đã khám tại bệnh viện tỉnh Viên Chăn, Lào, chẩn đoán là bệnh lý về thận, uống thuốc không đỡ. 2 tuần nay bệnh nhân xuất hiện vàng da, vàng mắt, bụng trướng, đau bụng vùng hạ sườn phải, không sốt, tiểu màu đỏ sẫm, đầy tiện phân đen, đã khám tại bệnh viện mong hồ sốt không rõ chẩn đoán, nằm điều trị 1 tuần không đỡ, gia đình xin chuyển bệnh viện Hà Nội Viên Chăn điều trị tiếp ạ. Về thăm khám lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da cùng mặt mắt vàng, hạch tuyến giáp không to, huyết áp 110/70 mm thủy ngân, mạch 100 lần trên phút, SpO2 90%, nhiệt độ 36 độ C, cân nặng 64,7 kg, nhịp tim đều rõ, T1 T2 rõ, phổi không có gian, bụng trướng, gan to, ấn đau, lách không sờ thấy, sưng nề toàn bộ chân bên trái, mạch mu chân bắt rõ, kích thước đùi bên trái 58,5 cm, đo từ lồi củ xương chày, đùi bên phải 40,5 cm, hội chứng nhiễm trùng rõ, các bộ phận khác chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý. Các kết quả cận lâm sàng thì chúng em đã gửi lên hệ thống rồi ạ. Chẩn đoán xác định của chúng em là u creatinine type 1, di căn gan, huyết khối tĩnh mạch sâu, chậu trung bên trái. Chúng em xin hội chẩn ý kiến của các thầy cô là chẩn đoán hiện tại của chúng em đã phù hợp chưa ạ? Hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này là gì ạ? Chúng em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn sự trình bày về bệnh án của Bệnh viện Hà Nội Viên Chăn. Bây giờ về chỗ chẩn đoán hình ảnh ấy, thầy Lưu có hình ảnh đấy. Vâng, xin mời thầy phân tích một số các cái hình ảnh của bên bệnh viện đã gửi. Cái ca này các anh chị đọc là một cái u Klatskin, tức là phân loại theo bismuth là type 1, thì thực ra là cũng có lý. Mà tôi phân tích hình ảnh thì tôi thấy bệnh nhân này nó có tắc mật và có một cái hẹp của đường mật ở đúng vị trí ngay sát ngã ba, có một cái tổ chức ở đây ạ. Tuy nhiên cái nguyên phát thì không phải, đây là những cái hạch di căn thôi ạ. Rất nhiều hạch di căn quanh cuống gan, cả một cái vùng rất rộng như này. Còn cái khối mà các anh chị nghi ngờ nó là di căn gan đấy ạ, thì thực ra nó không phải là khối của di căn gan mà là một cái u túi mật. Đây là một cái hình ảnh ung thư túi mật. Ung thư túi mật thì thường di căn vào rốn gan rất nhanh và cũng có thể gây ra tắc mật như một cái u rốn gan, u Klatskin. Dựng cái ảnh lên để anh chị sẽ nhìn rõ hơn là cái u ở đáy túi mật. Và u túi mật có đặc điểm là khi mà phát triển thì phần lớn khi chúng ta phát hiện ra thì đã xâm lấn vào trong nhu mô gan hạ phân thủy 4 và hạ phân thủy 5, và đồng thời cũng có di căn hạch. Mà trường hợp này thì đã di căn hạch rõ, ngoài ra còn có di căn phúc mạc. Và nhưng mà hình ảnh nó hơi chậm một chút ạ. Em mới làm cái nào cho chạy được không em? Chưa. À được. Và cái đây là cái hình ảnh cái túi mật thành nó giấy rất dày đây đấy ạ, thành rất dày lên. Và có cái sự xâm lấn vào nhu mô gan, rõ bắt đầu có xâm lấn vào nhu mô gan đấy ạ. Và đặc biệt ở chỗ này, cái đáy túi mật nhỏ nhỏ đây ạ, toàn bộ cái khối này bao quanh đáy túi mật. Và cái khối này đã xâm lấn ra phúc mạc và xâm lấn còn co kéo cái hang vị dạ dày, xâm lấn vào hành tá tràng. Cái này là u khá là xâm lấn khá rộng. Và khối u này có di căn phúc mạc rất rõ, cái mạc nuôi lớn nó dày hết lên này, bắp thuốc thành từng dải một như này.
Và ở dưới thấp hơn nữa thì chúng ta còn phát hiện được những cái nốt di căn mạc núi lớn rất rõ tròn xoe dưới gan đấy. Đấy, đây những nốt di căn và có dịch cổ bụng nữa, đấy, đây những nốt di căn phúc mạc rất rõ. Và ngoài ra thì trường hợp này thì bệnh nhân còn có di căn lên thạch trung thất rồi, cái này là cái dấu hiệu này là cũng không còn giai đoạn bệnh nhân ở giai đoạn rất khá muộn rồi ạ. Trên trung thất thì ở trung thất trước tầng dưới có cái hạch di căn khá lớn ạ. Ngoài ra thì anh chị có mô tả này, bệnh nhân có một cái nang lách thôi chứ không phải là tổn thương thứ phát rồi. Anh chị có mô tả một cái chân nó phù và nghi ngờ cái huyết khối của tĩnh mạch đùi ở bên tĩnh mạch chậu bên trái, cái này rất là đúng. Và cái chị để ý trên hình CT này, cái CT để muốn xem huyết khối thực ra lại không hề dễ tí nào, phải chụp rất đúng thì tĩnh mạch thì chúng ta mới chắc chắn. Trường hợp này thì đến cái pha tĩnh mạch thì nó hơi nhạt, thành ra là nó không được chắc chắn lắm. Tuy nhiên có một cái dấu hiệu rất là tiên lượng không tốt cho người bệnh, đó là tĩnh mạch chủ dưới xuất hiện một cái huyết khối trong tĩnh mạch chủ dưới, nhưng nguy cơ nhồi máu phổi rất là cao, bong lên sẽ đi lên phổi. Và ngoài ra ở phía thấp nữa chúng ta nhìn thấy tĩnh mạch chậu đây, huyết khối bán phần, một phần của tĩnh mạch bắt thuốc, một phần có huyết khối, và cái huyết khối tiếp tục tắc xuống tận cả tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch đùi trái đấy, huyết khối. Đấy, như vậy chúng ta phải chẩn đoán đầy đủ được huyết khối tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch chậu trái và tĩnh mạch chủ dưới. Em xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn thầy Lưu đã cho chúng ta thấy là cái này bản bản chất của nó lại là ca túi mật, không ạ? Nhưng mà di căn đã ở cái giai đoạn khá là muộn, di căn hạch vào cuống gan và nhu mô gan, vào phúc mạc và hành tá tràng, và có cả lên trung thất. Mà nếu mà trong trường hợp này mà nếu chúng ta thấy là có các cái gọi là xâm nhập huyết khối ở các cái tĩnh mạch thì ta không có gì lạ cả. Cái này chúng tôi cũng gặp rất nhiều trong chuyên ngành tĩnh mạch, người ta gửi đến là bệnh lý của tĩnh mạch, nhưng thực ra là các cái trường hợp ung thư mà nó di căn, đúng không ạ? Nó chèn ép vào các cái tĩnh mạch rồi từ đó là gây các huyết khối. Cái này thì sợ nhất là những trường hợp đúng là như anh Lưu nói đấy, là các huyết khối đó di về nhĩ phải, thất phải lên phổi, đúng không ạ? Gây tắc mạch phổi, tức là gây nhồi máu phổi đấy. Nhưng trường hợp này đúng là ở cái giai đoạn chúng ta thấy đến là cũng khá là muộn rồi. Vâng, bây giờ xin mời thầy Đào Tiến Lục, chuyên ngành ung biếu đấy, thì xem là về chẩn đoán như thế có thống nhất không? Và thứ hai nữa là về điều trị mình có làm gì được gì trong cái giai đoạn này? Dạ, mà kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy, các cô và anh các chị. Trường hợp này thì nhận sơ bộ những thông tin như các anh các chị cho biết thì và phân tích của đồng chí Lưu về chẩn đoán hình ảnh thì nó rất là điển hình của một cái ung thư nguyên phát từ túi mật và di căn phúc mạc, di căn gan đa ổ, di căn hạch thượng trung thất, và nó đã có cái biểu hiện cuối cùng là rối loạn đông cầm máu và huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi bên trái, rồi tĩnh mạch chậu trái, tĩnh mạch lên tận cả tĩnh mạch chủ bụng rồi. Thì tất nhiên bằng cớ khoa học quan trọng cuối cùng vẫn phải có giải bệnh để khẳng định có phải ung thư hay không. Nhưng mà sơ bộ về mặt lâm sàng và hình ảnh thế này thì khả năng nó không phải là ung thư đường mật, ung thư túi mật thì là rất thấp, rất thấp. Và hai nữa là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh tiểu đường nhiều năm. Thì về mặt chẩn đoán thì có thể nói gần 99% khả năng nó là một cái ung thư đường mật, ung thư túi mật rất là muộn rồi. Và tiến triển đến gần đến giai đoạn cuối, bệnh nhân tiến sắp có thể nói là sắp tiến đến giai đoạn cận tử đến nơi rồi thể. Thì cái mục tiêu điều trị cho chuyên ngành ung thư chúng em đối với bệnh nhân kiểu như thế này ấy, thường là chỉ điều trị triệu chứng thôi. Thì nếu mà một số trung tâm lớn mà có điều kiện, ví dụ như các thầy có thể đặt filter để tĩnh mạch chủ để ngăn chặn cái huyết khối lan tràn, và có thể dẫn lưu đường mật qua da để giải quyết cái tắc mật, để hoàn toàn mục đích điều trị triệu chứng thôi. Còn về mặt điều trị hóa chất cũng như khác về mặt ung thư thì chúng em thiên hướng về điều trị triệu chứng là chính thôi, chứ không có cái chỉ định hóa chất trị liệu toàn thân gì cả. Em xin hết ạ. Xin mời thầy Phó sư Trần Bảo Long ở chuyên ngành phẫu thuật bên ngoại đấy, thì chúng ta xem là có ý kiến gì về phẫu thuật không? Vâng, thầy Long. Kính thưa thầy Nguyễn Lân Việt, chủ tịch hội đồng của chuyên môn. Kính thưa các thầy cô, quý vị đại biểu. Tôi khi mình nhận cái hồ sơ này cũng rất là phân vân.
một bệnh nhân nữ 75 tuổi, vàng da 2 tuần và vào bệnh cảnh chính cho suy kiệt, hồng cầu giảm, albumin thấp, IRN 5,9, một khối rất lớn ở gan 5 cm, cho nó khối ở nói là u Klaskin tuyếp 1, thì quả thực là tuyếp 1 tôi chưa gặp cái nào mà nó di căn gan khối 5 cm cả. Và hôm nay xin cảm ơn thầy Lưu cho phân tích rất hay. Tuy nhiên đây là tiêu chuẩn loại 2, tiêu chuẩn là nó hình ảnh thôi. Và tôi hoàn toàn nhất trí với thầy Lục ạ. Bởi vì chúng ta biết là ung thư túi mật nó cực kỳ ác tính và nó tiến triển nhanh một cách khủng khiếp luôn ấy. Nếu đúng đây là ung thư túi mật thì chắc là quỹ thời gian của bệnh nhân cũng không còn nhiều. Vấn đề chúng ta là chăm sóc giảm nhẹ thế nào. Nhưng mà để làm cái điều đó thì cũng phải có bằng chứng đúng không ạ? Thế thì có lẽ là nếu như chúng ta cũng muốn có bằng chứng thì không có cách nào khác, phải sinh thiết. Mà với bệnh nhân này sinh thiết thì không khó. Nhưng vấn đề là phải điều chỉnh cái yếu tố đông máu, vì với cái IRN 5,9 chắc cũng không dám sinh thiết. Thế thì sau khi có bằng chứng như vậy thì tôi hoàn nhất trí thì chỉ có điều trị chăm sóc giảm nhẹ thôi, chứ phẫu thuật trong trường hợp này thì không đặt ra. Xin hết ạ. Vâng, rõ ràng là cái này ta thấy là một cái trường hợp ung thư túi mật mà nó di căn nhiều nơi quá rồi. Ở trên bệnh nhân cao tuổi có tiểu đường. Thì bây giờ tất cả nếu mà chúng ta gọi là tích cực quá có khi nó lại thành có thể có các biến chứng nặng cho người bệnh. Bây giờ tất cả các thứ mình biết là như thế để mà tiên lượng và có các cái chăm sóc giảm nhẹ. Một số trường hợp thì đúng là bên tim mạch khi mà nó có huyết khối nhiều như thế thì người ta sợ nhất là cái nhồi máu phổi. Máu phổi thì tiên lượng rất nặng. Thì nó đặt cái filter, một cái lấy lọc vào tĩnh mạch chủ để có thể cản bớt tất cả các huyết khối từ tĩnh mạch nó lên lên trên phổi thôi. Là các cái chăm sóc giảm nhẹ khác đối với người bệnh. Nhưng mà mình thấy ở trong giai đoạn này là tuổi cao có bệnh nền là đái tháo đường, và thứ hai nữa là nó di căn nhiều nơi quá rồi. Thành ra chứ là các cái biện pháp điều trị mà thật là tích cực thì có lẽ là chúng ta không đặt ra đây, mà chúng ta gọi là chữa triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ thôi. Vâng. Vâng, các anh chị ở bệnh viện Hà Nội Viên Chăn chúng ta có ý kiến gì không ạ? Vâng ạ, chúng em cảm ơn ý kiến của các thầy cô ạ. Chúng em sẽ giải thích tình trạng của người bệnh và sẽ theo hướng điều trị của các thầy cô đã cho. Chúng em cảm ơn quý thầy cô ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm ơn. Nếu mà không có cái ý kiến gì nữa chúng ta...